Con này là con 7800 bác đôi, đẹp như mới các bác nha. Cả sẽ cùng bóc cho anh em cùng xem. Đây này. Rất ít những con âm ly 7800 còn cái nắp đẹp như này, rất ít khi. Mà 95% nói các bác là cái nắp này phải sơn lại, 95%. Nó sơn lại thì chuyện bình thường thôi, bởi vì nó là màu đen, bởi vì nó là màu đen. Quan trọng nhất là mặt tiền. Thì thường tuyển chọn là phải tuyển mặt tiền, nhưng con này thì nó được cả cái nắp trên. Con này đẹp xuất sắc luôn các bác nha, 7800 bác đôi. Con này thì cửa hàng báo giá luôn và ngay cho anh em là 10 triệu đồng thôi, 10 triệu đồng cho em nó. 10 triệu Việt Nam đồng, 7800 bác đôi. Hàng mạng, hàng đấu giá. Nó thuộc số lượng ít những con âm ly 7800 đẹp như này, 7800 bác đôi các bác nha. 7800 trơn thì cửa hàng bán tầm khoảng 7 triệu. Đây là mắc đôi. Nguồn đen. Nguồn đen. Bán giá là 10 triệu. Đấy, mặt sau. Một 155W điện 100V, trở kháng 416. Anh em đợi tiếp vài giây, cửa hàng lại mở nội thất rồi nhá. Thật ra con này thì thất thì mà ra xem thì nó cũng bình thường, có gì chơi. Dòng 7800 bằng đôi thì nội thất nó cũng không phải là quá gấu nên dạng là có gì khoe. Nội thất sạch sẽ. Quần đen. Bác nào thích sở hữu nó với con âm ly đẹp xuất sắc luôn, chưa lau bụi, với mức giá là 10 triệu đồng. Những dòng 7800 bác đôi này thì nó có rất nhiều phiên bản, nhưng mà về chất âm thì nó đều như nhau. Thực tế là nguồn đen thì nó còn tốn công hơn so với nguồn vàng. Tại sao cửa hàng nói điều đó với các bác? Bởi vì nguồn đen là nhà máy nó phải mất tiền sơn, còn nguồn vàng nó chỉ là cái người ta bôi keo bên ngoài, bôi keo nó ánh màu vàng, cũng như là cái sắt xi nó hơi vàng bên ngoài. Còn nguồn đen này là nó bền, nó bền do nó có nước sơn màu đen, nó không bị dỉ. Còn nguồn vàng thì hay bị dỉ. Về Việt Nam các bác dùng một thời gian là nó dỉ hết,